Đại Bò Tư Chiến chào quý khách, hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2022. Bò trực tiếp lên sao xe giao cho anh khách này ở Phú Giáo Bình Dương. Anh Thành, anh ở Phú Giáo Bình Dương, anh bắt mì là 15 con chiến trước rồi. Bây giờ anh điện anh chốt thêm 6 con nữa. Chuẩn bị lên xe. Nguyên về nguyên cái lô này rất là đều. Mấy con này thì bò lở lớn hơn. Còn nguyên cái lô này rất là đều. Tương tự như nhau, trọ trẻ chút đỉnh à. Địa chỉ của trại là lộ DT19 gần Quỹ ban xã Nhận Phú Tân đây tỉnh Bến Tre, mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo. Xem chủ chốt bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Có anh khách này ở Lai Dung Đồng Tháp, anh xuống anh xem bò anh tham khảo. Lên đi. Rồi chuẩn bị lên xe, chuẩn bị lên bên lòng dưới em, phụ em. Chạy vô. Đi, đi, đi. Anh hối đi dưới cây tôi. Bỏ con nó lên sao? Mày đi. Lên con ngon chứ. Đây. Tao lao xe nó xịt dầu thơm rồi đó mày. Vô xe vô dầu thơm rồi đó hả? Dầu thơm rồi mày lắm mày à. Đi đi đi. Rồi đẩy lên nè. Mấy con vậy? 6 con. Hô 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 hô. Kéo này. 6 con này ông cột đi, em cột cũng là nó che nhau. Mà không có mở đi, mở ra kéo lên. Lên đỉnh chung cột. Trời ơi mới đi về chưa kiếm cơm nữa. Tao đi từ hồi sáng giờ á. Nhà ông gom hai xe bò mà ông quạo luôn rồi. Mấy lên quát rồi luôn. Để đưa áo ăn cơm, chưa kiếm cơm nghe điện thoại luôn. Mình lấy giờ hắn ra. Tiếp luôn. Mày ăn hoài có lớn rồi mà đòi ăn nữa. Đúng rồi. Ăn hoài có lớn. Con số 1, số 2 lên rồi. Giờ con số 3, số 4. Anh bắt mấy con bò đều đều. Trời ơi, bò dễ thương nè. Lâu quá không nha, chị Tương tiền chứ. Chị Tương này kiếm một cái. Đâu có. Vì hôm qua nó kêu đi chạy giữa lúc 9 giờ cái thôi mệt lắm, nó đi hết rồi. Kìa
kìa, sẵn đi qua đây coi chơi. Anh chê em nhát chứ, chứ đúng rồi. Lên. Hồi nào giờ nhát vậy đó. Mới lại bắt hai giò lên. Ngày bữa xuống bắt 5 con cho. Bắt hai giò lên, bắt hai giò lên. Gắt, gắt thẳng lên. Bỏ nó gần bên kia luôn. Đi bên kia luôn. Rồi rồi phụ đẩy lên phụ anh. Đó đó lên luôn hả? Con làm luôn. Nào nào tao biết sao? Nè nè nè. Lấy cái dây tao cột ở chỗ này cái đây. Bỏ hộp vô đó. Đây hả? Ờ vô cho đó đó. Đây cột cái đó đó.